mệt quá. Lái xe 8 tiếng mệt quá. Không có thế đi cầm luôn. Quay đi anh, quay liền đi anh. Lâu lắm rồi mới quay lại Đà Lạt, và như các bạn thấy thì hôm nay trời đang hơi mưa phùn một tí. Hy vọng là bây giờ mưa nhưng mà lát sẽ tạnh để chúng tôi có thể tiếp tục bắt đầu quay. Và thời tiết thì khá là mát, như các bạn thấy 19 độ. Hôm nay thì đoàn sẽ di chuyển vào trong rừng để quay, và bọn mình sẽ quay ở trong rừng tổng cộng là 24 tiếng. Đây các bạn có thể nhìn sơ bộ cái set. Đây là cái set mà mình sẽ cầm để chạy đua. Anh ấy lớn cái đèn một xíu cho em. Rồi, rồi, ok. Ủa, đi mát lên luôn rồi. Ao đánh chế cũng được rồi. Này phục kết mắc cười lắm mọi người. Đứng yên chỗ thì phục kết được, mà chạy action theo thì phục kết quá mượt. Chấm hỏi. Các bạn đang quen đạp xe ở dưới xuôi rồi, mà lên những vùng cao như là đạp xe ấy, chưa thời gian để chuẩn bị thì thật sự nó sẽ rất là mệt vì mình chưa quen cái không khí loãng như ở đây. Đó.